báo cáo quý vị hiện tại là 11 giờ kém ngày mùng 3 tháng 5 năm 2019, thì chúng tôi đang trong quá trình hoàn thiện 3 chiếc sập thờ cho 3 vị khách hàng ở Thanh Ba, Nguyễn Yên Lập và Tân Sơn. Đây trên màn hình đây là chiếc sập thờ của khách Yên Lập, nãy chị đã ra xem và duyệt để chúng tôi chuẩn bị phun sơn. Đây là chiếc sập thờ mài mít. Tôi cũng lại bên đây này, sập thờ mít khách hàng Yên Lập đấy. Ngoài ra thì đây là còn chiếc sở khách Tân Sơn đang cũng đang trong quá trình đánh giáp, anh khách hàng ở Tân Sơn thì là mặt sập của bộ này. Ngoài ra thì chúng tôi còn có những cái sập mai điểu gỗ hương đỏ nữa, cũng đang đánh giáp nên là để đây nó bụi. Còn phía trong này là xưởng sản xuất chúng tôi nhé. Đây là ghế tần hoàng của khách ở Tân Sơn. Trong phòng phun của chúng tôi thì cũng đang phun sơn lót, là chuẩn bị sơn một chiếc sập thờ cho khách ở Thanh Ba nhé. Chiếc này là của khách Thanh Ba này, Tứ Linh. Chiếc sập thờ này thì cũng chân nhỏ, kích thước vẫn vậy nhưng mà chân nó nhỏ hơn, cho những vị khách hàng có túi tiền nó vừa phải, nhưng vẫn được cầu kỳ đó. Nhưng mà kích thước nó nhỏ hơn thì giá tiền nó sẽ hợp lý hơn. Đấy, ngoài ra thì chúng tôi còn những cái đồng hồ cô tiên, rồi thì đồng hồ hoa đá tây đang trong quá trình hoàn thiện đây, ở giường hoàng đế này. Rất nhiều những sản phẩm chúng tôi đang trong quá trình hoàn thiện để bàn giao những vị khách hàng. Quý vị có nhu cầu thì có thể liên hệ với đồ gỗ Tùng Tám theo số điện thoại là 0987 51086. Hiện tại là 11 giờ trưa ngày 3 tháng 5 năm 2019. Xin chào quý vị và các bạn.